ý nghĩa màu sắc của trái cây rau củ quả. Đã bao giờ các bạn tự hỏi là tại sao các loại trái cây rau củ quả lại có nhiều màu sắc đến như vậy hay không? Câu trả lời đó chính là dưỡng chất thực vật mà bản thân của chúng có. Mỗi một loại trái cây rau củ quả sẽ mang những dưỡng chất thực vật khác nhau, hay còn gọi là phytonutrients. Những dưỡng chất thực vật này sẽ giúp cho mình là chống oxy hóa, kháng khuẩn và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Ví dụ như màu tím và màu xanh dương rất tốt cho não bộ và tim của mình nha. Đặc biệt là có thể giúp cho mình kiểm soát được béo phì. Các bạn có thể sử dụng cà tím, nho tím, quả mận hoặc là quả việt quất. Thứ hai là màu đỏ và màu hồng, rất tốt cho hệ tim mạch và giúp bổ máu nha. Các bạn có thể sử dụng ớt chuông đỏ, củ cải đỏ, củ dền, cà chua hoặc là dưa hấu. Thứ ba là trái cây có màu vàng và màu cam, cực kỳ tốt cho mắt và tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ nha. Chúng ta có thể sử dụng bí ngô này, cà rốt, bắp, khoai hoặc là đu đủ nha. Thứ tư là màu xanh lá cây, cực kỳ tốt cho tế bào, giúp cho mình có thể giảm nguy cơ bị ung thư. Các bạn có thể sử dụng tất cả các loại rau màu xanh lá nhé, ví dụ như là rau cải hoặc là cần tây. Và cuối cùng đó chính là màu trắng, cực kỳ tốt cho xương và hệ tuần hoàn của mình nha. Chúng ta có thể sử dụng súp lơ trắng này, củ cải trắng, tỏi hoặc là nấm. Biết là tốt như vậy nhưng mà mấy ai trong chúng ta có thể sử dụng được 5 màu sắc rau củ quả mỗi ngày đâu. Vì vậy nếu như thực sự các bạn có thời gian á, chúng ta hãy lựa chọn những thực phẩm sạch này, chế biến và luân phiên sử dụng nha, để cho cả nhà của mình lúc nào cũng đầy đủ dưỡng chất. Còn nếu như chúng ta quá bận rộn á, thì các bạn chắc chắn là phải đi tìm liệu pháp thay thế để cho cơ thể của mình không có bị thiếu hụt dưỡng chất nha. Các bạn có thể sử dụng những viên vitamin tổng hợp giống như cái loại mà Nương vẫn chia sẻ ở những video trước đó. Loại này được chiết xuất từ 22 loại rau củ quả, có chứa 13 vitamin và 10 loại khoáng chất. Đặc biệt hơn nữa là chiết xuất từ 5 màu sắc rau củ quả của thực vật nha, giúp cho mình có thể bổ sung tiện lợi mỗi ngày, tốt cho sức khỏe. Các bạn ơi, đừng vì quá bận rộn và không có thời gian mà chúng ta có quyền ăn uống qua loa và đối xử không tốt với cơ thể của mình đâu nha. Và nếu như bạn nào muốn biết thêm thông tin về những liệu pháp thay thế, các bạn có thể nhắn tin cho Nương để Nương hỗ trợ riêng cho các bạn nha. Và sẽ ý nghĩa hơn nữa nếu như các bạn cùng Nương chia sẻ video này đến cho thật nhiều người, để tất cả mọi người cùng biết mà áp dụng nha. Cẩm Nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.